Thưa quý vị, sáng nay ngày 3 tháng 8, tại khu ký túc xá phía Tây thành phố, Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật Đà Nẵng tiếp tục triển khai tiêm vaccine phòng COVID-19 mũi 2 theo đúng thời gian quy định cho các lực lượng tuyến đầu chống dịch. Theo đó, số liều vaccine được tiêm trong đợt này là 8.089 liều. Khoảng 270 người được phân chia vào nhiều giờ khác nhau để đảm bảo giãn cách phòng chống dịch COVID-19. Đây là các đối tượng đã tiêm mũi 1 trong thời gian từ ngày 26 tháng 4 đến ngày 15 tháng 5, đang làm việc tại các cơ sở y tế, bệnh viện. Ban chỉ đạo phòng chống COVID-19 thành phố và các quận huyện, nhân viên sân bay, phục vụ chuyến nhập cảnh, lực lượng phóng viên, báo chí. Sau khi tiêm mũi 2 thì cơ thể rất là bình thường và chưa có cái phản ứng gì đáng kể. Và tôi qua đây tôi cũng rất là cảm ơn các cái ban chỉ đạo phòng chống dịch của thành phố và các cái lực lượng y tế đã hỗ trợ, chia sẻ và giúp đỡ lực lượng phóng viên để có được những cái mũi tiêm sớm để an tâm làm nhiệm vụ. Theo kế hoạch của Sở Y tế, thời gian triển khai tiêm hơn 8.000 liều vaccine mũi 2 trong đợt này bắt đầu từ ngày 31 tháng 7 đến ngày 9 tháng 8 tại các điểm khu ký túc xá phía Tây thành phố, cung thể thao Tiên Sơn, bệnh viện Ung bướu, bệnh viện Đà Nẵng và các điểm tiêm là đơn vị y tế. Để triển khai đúng kế hoạch và quy trình tiêm chủng, tại các địa điểm đã bố trí sẵn sàng nhân lực, trang thiết bị, thuốc men để xử lý các trường hợp có phản ứng nặng sau tiêm. Những đối tượng mà ở sau lần tiêm mũi 1 về nó chưa có phản ứng thì không loại trừ là ở lần 2 cơ thể nó sẽ có thể có cái đáp ứng. Từ cái đáp ứng miễn dịch của cơ thể vẫn có thể xuất hiện. Cho nên là về nguyên tắc là tất cả những đối tượng dù là tiêm mũi 1 hay mũi 2 thì sau tiêm mình cũng nên ở lại theo dõi ít nhất là 30 phút và tiếp tục theo dõi tại nhà trong 7 ngày đầu tiên, ít nhất là 7 ngày đầu tiên, đặc biệt là để ý trong 24 giờ. Bất cứ một cái dấu hiệu bất thường nào thì mình cũng nên gọi đến đường dây nóng để mà mình hỏi thăm về tình trạng sức khỏe. Ngoài 8.000 liều vaccine đợt này, thời gian tới theo kế hoạch của thành phố dự kiến sẽ tiêm 33.600 liều vaccine phòng ngừa COVID-19 mũi thứ nhất cho các đối tượng, người làm việc trong các cơ sở y tế chưa tiêm chủng ở các đợt tiêm chủng trước, nhân viên y tế có chứng chỉ hành nghề khám chữa bệnh, hiện đang làm việc tại các phòng khám tư nhân, lực lượng tham gia phòng chống dịch trong các cơ sở y tế, ban chỉ đạo phòng chống dịch các cấp, người làm việc tại các khu cách ly, làm nhiệm vụ truy vết điều tra dịch tễ, tổ COVID-19 cộng đồng, tình nguyện viên, người làm trong cơ quan lãnh sự và lực lượng hải quan. Bên cạnh đó, những người cung cấp dịch vụ thiết yếu như hàng không, vận tải, lương thực, thực phẩm, dược phẩm, ngân hàng, bưu chính, viễn thông và các đối tượng nguy cơ cao, tùy theo tình hình thực tế tại thành phố cũng được tiêm chủng đợt này.